bắt đầu mỏ này, mỏ vào đấy ăn lên này. Mở vào đây ăn này, mở về sau khi mở ra đây ăn này, chọn ở đây chúng ta chọn là sơ đồ bệnh viện, chọn một con Elenca HD đi, đời 2011 đi, động cơ 1.6 này. Chúng ta xem phần động sạc đi. Đây, chúng ta này, chúng ta sẽ xem vào hiện tại. Bây giờ chúng ta sang con khác đi, chúng ta sang con Túc Sơn này. Chúng ta Túc Sơn 26 này, 2.0 ra vào sơ đồ ngoại điện. Chúng ta nhìn hệ thống điều khiển hộp đen đi, vào hộp đen đi. Ok, đây là hộp đen này, anh em xem vào các trang và sơ đồ. Đây là các sơ đồ cụ thể này. Chẳng hạn như đây là cảm biến chụp cam này, cảm biến chụp cam chúng ta sẽ không biết nó nằm chỗ nào, chúng ta tích vào cái rắc này. Rắc này nó sẽ chỉ theo chất ra vị trí này, và chúng ta local là chúng ta sẽ vị trí trên hình giấy này. Đúng không? Ok. Đấy, thì là chẳng hạn như là đây là chụp cam này, chụp cam này. Cảm biến báo dầu đi. Đây báo dầu này. C105-1. Đây vị trí này. C105-1 vị trí ở đây. Đấy, con này con cam cam điều khiển điều khiển cam thông minh. Điều khiển dầu. Đấy. Điều khiển dầu cam thông minh. Rồi ok. Đấy, chẳng hạn như đây có hai con, một con là vút, một con là xả, đúng không? Đấy, sang đây là cảm biến chụp cơ. Đây cảm biến chụp cơ chúng ta biết là đâu, 114 này. 114. Đây 114 cái rắc đấy nó sẽ nằm chỗ này. Rồi ok, thay vì cái vấn đề chúng ta vào sơ đồ bệnh viện, chúng ta có thể vào hướng dẫn sửa chữa mã lỗi này. Vào shop để xem các vị trí tháo lắp. Vào shop để xem vị trí tháo lắp. Đúng không? Rất nhiều. Ví dụ như vào cái chúng ta có thể làm máy, chúng ta đặt cam. Đấy, lực siết của các ốc và các dây cô loa nó đi như thế nào, chúng ta sẽ vào đây chúng ta sẽ biết hết. Vân vân và vân vân. Rất nhiều cái, vị trí cam này. Xi lanh block này. Xi lanh block này. Đấy. Lực siết ốc và các vị trí bắt từng con ốc một, chúng ta quên này. Đây mặt máy này. Vân vân và vân vân, các thông số lực siết ốc bao nhiêu, vị trí như nào. Rồi, ok. Đây là một ví dụ để chúng ta sẽ tra cái phần của Hyundai hoặc là Kia.